Nè, chuẩn bị rọc rọc hai bên hông của nó nha. Khi mình rọc nó sẽ bị mở ra như vậy nè. Hello everyone, xin chào cả nhà. Hôm nay sẽ chỉ cho cả nhà cách làm ốc vòi vôi và nhận diện con nào sẽ ngon hơn. Video vừa rồi đã chỉ rồi, hướng dẫn rồi, nhưng hôm nay sẽ tiếp tục và có một ít chi tiết khác về ốc vòi vôi nha. Cũng có vài cách để mà làm ốc vòi vôi mở và làm sạch, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cách này, là mình rọc hai bên của con ốc vòi vôi, ngay hai cái miếng miếng bao bọc của nó nè, mình rọc ra thì nó sẽ tự động nó rớt ra cái con ốc. Đây là cách mở ốc vòi vôi và nhận diện con nào sẽ là con ngon hơn nha. Đây, hai con ốc vòi vôi. Đó, màu trắng là sẽ ngon hơn. Mình rọc ra xong mình mới rửa rồi mới gỡ cái da của này nó ra nha. Trụng sơ qua nước sôi khoảng 7 giây tới 10 giây thôi, cho nó dễ lột ra cái da này đó. Nè, cho cả nhà xem hai loại ốc vòi vôi nha. Loại ốc vòi vôi mà cái vỏ nó vàng vàng như vậy nè, thì nó sẽ ra cái vòi trắng hơn, sáng hơn, và ăn lên thịt nó sẽ mềm hơn nha. Còn cái loại ốc vòi vôi mà cái vỏ nó trắng trắng, đen đen này, đó, thì cái vòi của nó cũng đen. Loại này thì nó ăn dai hơn nha, nó dai hơn, và cái ruột của nó ở trong á thì nó bụng hơn, nó nhiều cái phải bỏ lắm, nó không có ngon bằng cái vàng. Cái này cái vàng nè, vòi trắng nha, ruột cũng ngon hơn, chất lượng hơn. Đó, ruột của nó rất là nhiều nhiều sữa ở trong, là sữa trắng đó.
nè, màu đen nè, cái ruột nó ở trong á bụng lắm, phải bỏ, dưa lắm nha, và nó ướp sợp, cái vòi thì đen hơn và dai hơn nha. Đây cho cái già xem hai loại màu trắng và màu đen đó, màu trắng màu đen, và coi cái bụng nè, cái bụng khác nhau lắm, cái bụng màu trắng thì có nhiều sữa trắng, cái bụng màu đen á, cái vòi màu đen thì cái bụng nó cũng đen hơn và nó ớt lắm nha. Rồi sau khi trụng nước sôi khoảng 7 tới 10 giây, cho cái vòi của nó thì mình có thể lột, lột nó dễ dàng hơn. Coi cái bụng nó ăn luôn con cua nhỏ nè. Đây, nó ăn con cua nhỏ trong bụng nó nè. Hai con luôn. Nè. Con cua nhỏ nữa nè. Cái này là nó ăn đó nha. Con ốc vừa vôi nó ăn mấy con cua nhỏ này nè. Con này ăn tới hai con trong bụng luôn nè. Đó. Rồi bây giờ mình chỉ cần làm sạch cái bụng nữa, rồi rửa cho sạch thì mình có thể làm nhiều món nha cho ốc vừa vôi. Nè, ốc vòi vôi này nó có cái vòi giống như con vôi đó, ngồi ra nó có cái khúc mình và khúc đuôi này giống những con sò dương, sò huyết đó, nó cũng lai đây khúc này đó. Rồi cái vòi của nó nè, cái vòi nó đã được lột sạch rồi y như vòi vôi. Sau đó thì mình rửa cho sạch, xong mình rọc, mình rọc ra, bên trong nó có hai cái lỗ lận nha, mình rọc nó ra như vậy nè. Đó. Đó, mình rọc ra. Cái hai nhăn lận đó mình rọc hết ra cho nó thẳng, nó thẳng, mình rửa cho sạch xong mình làm được nhiều món lắm nha. Cái vòi của nó có thể ăn sống sashimi hay là mình xào, mình làm cái gì cũng được hết đó. Khi mình mở cái vòi ra thì nó như thế này nè, bên trong nó giống như là con mực, mấy con mực đó cũng dai dai đó, bên ngoài
Rồi cái này là mình rọc rồi nè. Rồi. Đó, con ốc vui vui. Con này là chỉ con trung bình thôi nha, chưa có phải con lớn đâu. Này, con ốc này là ốc bồi bôi màu trắng này nha. Cái vỏ của nó cũng là trắng trắng, mỏng. Đó. Mình lột ra kiểu này. Ở cái đầu nó có một cái miếng vỏ cứng lắm nè. Mình lột nó ra, nó giống như cái đầu của con ốc vậy đó. Cái miếng cứng cứng vậy đó. Mình rọc, mình bỏ cái đường da. Cái miếng cứng nè. Đó. Xong. Xong. Cái bụng nè. Con màu trắng nó có bụng hơn nha. Con trắng vàng á, bụng nó có sữa hơn. Con này cũng giống như là chắc con cái quá ta. Ốc vòi vôi cũng có giống đực giống cái không ta? À, màu đen á, cái vòi màu đen. Thì nó không có bụng, nó không có sữa. Con màu vàng trắng trắng thì cái vòi trắng á thì cái bụng nó có sữa nha. Rồi mình rọc cái bụng, mình lấy đi cái đen, bỏ phần đen bên trong. Bỏ cái đen này nè. Nó có cái vòi nè, mỗi con nó có một cái vòi này. Cái vòi này ăn cũng được. Cái đen thì bỏ nha. Trắng thì được, cái sữa trắng thì được, cái đen thì bỏ nha. Rồi xong đó, rồi mình rọc phía trong của nó ra. Đó, mình rọc cái vòi nè, rồi mình mở bên trong. Đó, đọc thêm một lớp nữa. Nó có hai cái ống lận. Đó, mình đọc thêm một lớp nữa thì cái vòi nó mở ra. Nó mở ra nó giống nghe là con mực luôn. Đây. Đó, giống y con mực ha. Rồi. Mình rửa cho sạch sẽ, rửa cho cát nó ra hết là mình có thể cắt rồi dùng rồi nha.
Cái này cái vòi của nó nè, xắt ra cái khúc này mình sẽ thái mỏng nha. Mình thái mỏng như vậy, chút nữa sẽ ăn sống đó, ăn sashimi. Ốc vôi vôi mà cái dự định ăn sống thì sau khi mình thái nó ra như vậy thì để vô tủ đông lạnh, cho nó đông lạnh một chút thì mình mới có thể ăn sống. Chấm theo nước tương tùy ý thích, nhưng mình thì thích ăn với bồ tạc nè, là wasabi á, với lại xì dầu ngọt, sweet soy sauce. Hai cái nước chấm nó quậy chung với nhau thì có thể chấm được ốc vôi vôi này, ăn rất là ngon nha. Rồi cái vôi đã thái xong hết. Bây giờ mình chuẩn bị thái cái phần bụng của nó nha, phần dưới đó, để mình làm món khác. Đây, phần rau này là cây nhà lá vườn nha, rau dền tự mọc, rồi rau cần nè, salad nè. Chút nữa sẽ làm nhiều món để mà ăn cho ngày hôm nay. Hôm nay cũng có mặt của những con hào nha, chút nữa cũng sẽ làm hào luôn. Tất cả các loại hải sản cho ngày hôm nay. Đây, cho cả nhà xem hôm nay là món mới với ốc vùi vôi. Đây là cần lá non mình xào sơ với lại dầu để qua một bên. Trong cái dĩa khi mà nó chín. Rồi sau đó mình dùng lại cái chảo này cho thêm một ít dầu mới vô. Mình bỏ tỏi bằm,
củ hành đỏ salad và gừng vô xào. Sau khi nó trở hơi vàng vàng thì mình mới có thể đổ vô ốc vồi vôi để mà xào và xào sơ thôi. Rồi mình cho một ít gia vị nha, bỏ vô tương hoisin sauce hay là oyster sauce này, cho nó thơm thơm, ngọt ngọt. Rồi mình cho thêm một ít bột nêm con gà. Giờ thì mình rắc thêm một ít tiêu nha, cho một ít tiêu vô cho nó thơm. Rồi xong rồi thì mình đổ cái phần xào này lên trên của cái rau cần lá này nha. Sau đó mình đổ hết tất cả những cái nước còn lại á, xung quanh cho đều để cho cái rau nó được thấm và ngon luôn. Đây, món xào cần non lá xanh với ốc vồi vôi của mình nha. Món này ăn chơi thì rất là ngon nè. Nè, bữa tiệc của mình ngày hôm nay cũng có cá chiên nữa nha. Và đây là thịt heo xào và mình trưng ở trên cải. Rồi những rau sống, rau thơm. Đây, tôm nữa nè. Tôm tươi mới vừa hấp xong. Và có cua xào nữa nè. Đây những con hàu đã được đem đi hấp và cách nêm nếm. Những dụng cụ để mình nhậu nè. Đó, đủ màu sắc hết đó. Và đây là những món nhậu của mình cho ngày hôm nay. Có gà kho nữa nè.
Và cái tô này là canh cải bè xanh, cũng là rau nhà lá vườn nha. Đấy, những món ăn đã sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu thôi. Rồi bên đây anh có mấy cái shot nè, mấy cái shot nhìn cái tên cũng đặc biệt lắm nè. Mấy cái shot á. Bây giờ Thắng lên nhậu mùi. Ở trên để mình đấy luôn luôn. Ai nói đâu, để luôn. Thôi mình qua nước. Để ba chị em mình ba ta. Rồi thử ông bà làm đi. Rồi mời chúng nhân nhân đi. Rồi mời bà làm cho đi. Khoan á. Rồi xong chưa? Cái này là bên đảo có món gì là coi như mình cũng ăn hết rồi bữa nay á nha. Dạ. Để đây nè. Ui hào ngon á. Ừ. Ăn luôn đó, ăn luôn đó. Cái sauce. Thử đi bà cơ. Ừ. 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 Càng mà cơ gặp quả vậy hứa mà. Yeah, biết chưa? Rồi anh Lâm. Vô tư, vô tư. À, rồi bữa nay lấy cái cần của bên mother của anh đem chế biến vào vôi luôn. Ngon. Nha. Lại đi. Ờ nãy tôi xào cái gì, xào cái mì gì, bỏ đông lạnh chưa? Không. Chỉ cần cái sauce thôi là ok. Ủa cái tôm là ai lột? Hồi nào vậy? Yến lột phải là Yến nói Yến có lột tôm không? Có. Ồ, chút xíu thôi hả? Giỏi. Tự nô đem đi hấp bia hết trơn chứ. Cái này đợi chúng nó ăn. Sashimi chiêu đất nha. Đây. Ốc vôi vôi. Trời luôn, còn gì ngon ha. Ừ. Cái là luôn. Gì ra? Nó anh bỏ rồi. Bà em Yến còn dưới là ngon, Yến xé thôi. Rồi xin chào anh nha. Cái này ngon. Dưới là ngon. Lấy gì ra xé? Lâm thế này nó ăn sảnh ngọt không hơn. Đúng rồi ngọt hơn. Sảnh 5, sảnh 5, sảnh 4 sao luôn, tôi 7. Bỏ ngay đấy hả? Ừ, nó mua thuốc xí cho nó, để 5 phút nó kêu đó nữa mới tới hình tôi muốn bỏ. Rồi anh thấy gì hả? Nè, cái này mà có nước đá, đổ nước đá, đổ chút nước vô uống nè. Tôm King. Tôm sashimi. Okay. Tôm sống. Chán quá. Gớm. Ghê. Đứng đây. Có hàng. Đi. Thảo ra bắt. Đợi bố. Từ đợi Thảo bắt. Rất ngọt.